nay ngày vui mà chủ tịch bí thư. Dạ thì kính chào ban lãnh đạo xã Bình Hòa Tây và tất cả bà con hiện tại đang có mặt ở đây. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 ngày 2024 á, thì cũng là ngày 23 tháng 11 2023. Thì cũng gần một tháng nữa là Tết Tết Nguyên Đán, thì con cũng được sự tin cậy của cô chú Sang Nhung Việt Kiều Úc á, có gửi cho con là 1 tấn gạo và 100 phần nhu phẩm. Thì đây là cái tấm lòng của cô chú tính gửi về đồng bào miền quê của mình để có thể là giúp bà con hiện tại là được vượt qua cái khó khăn trước mắt và sau nữa có thể là đón Tết cùng với gia đình đoàn viên. Thì từng quà nó tuy nó nhỏ nhưng mà mong rằng bà con mình có thể là nhận lấy, đây là cũng là cái tấm lòng á, thì mình bà con có thể là hoan hỷ nhận lấy cho cô chú cũng vui nha. Giờ nó ngồi phải chúc dồi dào sức khỏe, có sức khỏe thành công. Dạ. Qua năm mới. Qua năm mới. Qua năm mới vui vẻ, có sức khỏe làm ăn. Kính thưa bà con có mặt trong cái buổi nhận quà hôm nay, kính thưa Mạnh Thường Quân, kính thưa các em Đạt và các em trong cái vlog của mình. Nhân tiện đây thì cũng đại diện cho chính quyền địa phương xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh chị Sang Nhung Việt Kiều Úc đã có tấm lòng quan hỷ gửi những cái phần quà hết sức ý nghĩa tặng cho bà con xã biên giới khó khăn được du xuân đón Tết. Tuy là phần quà nó như thế nào đi nữa thì đó là tấm lòng của cô chú để gửi về cho bà con nhân dân xã Bình Hòa Tây trong lúc khó khăn. Đại diện địa phương thì chân thành cảm ơn cô chú, cảm ơn các em Đạt Vlog đã kết nối những tình cảm yêu thương từ cô Sang Nhung tới bà con nghèo ở Bình Hòa Tây. Thì một lần nữa đại diện cho chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn cô chú Sang Nhung, cảm ơn các em Đạt, các em thực hiện vlog kết nối yêu thương. Thì nhân tiện đây thì là một xã biên giới khó khăn, cũng gặp rất là nhiều, còn nhiều bà con khó khăn, những trẻ em học sinh cũng gặp khó khăn. Nhân tiện này thì đâu đó thì cũng kêu gọi tinh thần kết nối yêu thương, tiếp theo đó thì nhân tiện xuân về Tết đến thì cũng còn đâu đó những em học sinh thiếu những cái tấm áo đẹp, áo sinh nhân ngày mùa xuân, thì nếu được thì đoàn chúng ta sẽ tiếp tục kết nối yêu thương với các em học sinh ở xã Bình Hòa Tây tiếp theo trong mùa xuân này. Thì thôi một lần nữa đại diện chính quyền địa phương, đại diện bà con nhân dân nhận quà hôm nay xin chân thành cảm ơn cô chú Sang Nhung, cảm ơn các em trong cái đội vlog là em Đạt vlog và các em, một lần nữa là xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ. Này cũng cảm ơn hết cũng đi. Dạ. Thì nói chung thì về cái chuyện mà lãnh đạo địa phương của xã Bình Hòa Tây á, thì cũng có lên tiếng là nói là mấy bé mà tới Tết mà không có đồ mặc á, thì cái này thì con phép xin ghi nhận để con về có thể là liên lạc với Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài. Thì nếu mà có khả năng thì bên bển có thể ủng hộ được phần nào thì con sẽ liên lạc với xã để con sẽ mua những bộ đồ mới về phát cho mấy bé để mấy bé có thể là được ăn Tết cho trọn vẹn với cùng gia đình của mình ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn. Rồi sao bây giờ lần lượt bà con mình cứ cầm phiếu cho ta. Dạ, thì bây giờ bà con mình cứ một người hai người đi một hàng trước thôi, hàng sau. Rồi, về đi. Đi lên. Rồi đưa phiếu đây con. Rồi thì đi một người rồi. Cái này mấy phiếu đây? Một phiếu rồi. Đây này cô. Cảm ơn. Dạ. Rồi vô. Chào bạn mấy tấm hình đây. Cảm ơn. Hết tên Thường Quân ở đây. Rồi. Rất cảm ơn. Cô Bảy này phiếu này. Từ thôi. Bây giờ dạt qua bên đây cho bà con mình ra cái mấy gì ơi. Qua đây. Sát vô đi. Nổi không? Nổi. Ra máy rồi. Không phải để đứng lấy phiếu còn. Rồi. Rồi. Một phần. Đây, đưa phiếu. Đưa phiếu bên kia. Rồi. Kiểm nha. Một phần. Rồi. Dạ. Rồi về Tết vui vẻ nha bà. Chị cảm ơn. Dạ.
Rồi, dành tới vui vẻ nha bà. Rồi, cảm ơn. Rồi, bác hai vô. Nhớ thẳng phim. Đây một phần. Đúng uống xích vô bác hai. Vô đại đi. Rồi. Vô đại đi. Rồi, đây. Dạ, dạ. Cảm ơn nha. Dạ, dạ. Yếu đồng. Hai phần từ từ. Dạ, rồi. Rồi. Rồi, một phần. Đây. Rồi, về ăn Tết vui vẻ ha mà. Dạ. Rồi, bước ra ngoài. Rồi. Tết vui vẻ. Dạ, dạ, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Vô lại đi, vô lại đi. Bỏ rồi, bỏ rồi. Rồi, bước ra ngoài. Đi đường này vòng. Vô lại đi, vô lại đi. Dạ rồi. Rồi, bước vô. Rồi, anh Tết vui vẻ nha chị. Bà tư bé với bà Năm nè. Không kêu vô. Cái nổi ba phần đi từ từ đi khi sao sao ổng sao ổng nổi. Cho vô đây hai bịch này nữa anh ơi. Hai bịch này luôn anh ơi. Đây là đủ luôn chưa rồi. Rồi. Rồi tiếp tục đi. Một phần. Đây. Rồi về ăn Tết vui vẻ nha vậy. Đặt hai phần. Nổi hai phần không? Rồi lãnh giùm cho gia đình hả? Dạ. Dạ. Hộ nghèo đó, nó hộ nghèo. Rồi, về ăn Tết vui vẻ nha chị. Rồi. Một phần. Rồi, dạ. Đây một phần. Ông sao mà nãy giờ ông che chưa tới nữa hả? Nhường cho mấy bà. Rồi, ông ăn vô. Nhường cho phụ nữ trước hả ông? Ông này, rồi đúng. Bán số mày nói bữa đó rồi đã. Dạ, dạ. Rồi, giờ tới vậy nha ông. Dạ, dạ, dạ. Khoan, từ từ. Rồi, đây hai phần. Hai phần. Hai phiếu hả? Để em hai phiếu. Lấy thêm phiếu nữa. Lấy thêm nữa, mời. Hai phần hả? Rồi, tới dễ nha. Đây qua đây. Ủa, có 6 hàng không sao? Đây là ẩm nổi lần hai phần không? Coi con khuyên muốn không nổi luôn á. Quá nhiều lắm luôn á hả? Rồi, đây là nặng nghĩa tình nha. Hai phần nghe nặng nghĩa tình. Dạ. Hai phần. Rồi vậy tới dễ nha chị. Một phần á. Rồi, thấy dễ nha chị. Một phần thôi. Thì bà con mình cứ dùng đi, khi nào mà Mạnh Thường Quân có về nữa thì rồi, con sẽ phần. Ủng hộ tiếp nha. Dạ. Phần. Thấy dễ nha. Rồi, đây một phần. Rồi, đây một phần. Rồi, vậy thấy dễ nha bà. Đây hai phần phải không? Đây hai phần. Cảm đợi. Rồi, đây một phần. Rồi, đây một phần. Bước tiếp vô. Khám. Rồi, đổ qua, cầm hết. Đây, bước qua, đây một phần. Vậy rồi, diện tới chứ vậy. Rồi, Vũ, một phần, khám hết. Đây một. Rồi. Hai phần. Rồi tới dễ nha anh. Rồi cho chị Thanh này, rồi chị Thanh bước tới. Này là vợ của anh Hà nha mọi người. Cao Xuân Hà. Đây cao người tính đứng trước lấy hai phần phải không? Hai phần. Chị này hai phần. Chết lỗ luôn, chết em à anh ơi. Lãnh giùm cho gia đình hả chị? Dạ. Giùm nhiều quá. Rồi, bước vô, đây hai phần. Rồi, nhẹ tết dễ nha cô. Còn mấy thằng xấu hôn luôn đi. Trời ơi. Mấy phần, thôi đi ra ngoài đi chút xíu thì có gì con tính cho. Ăn phát quà cô ơi. Rồi một phần. Vậy rồi, bạn về tới dễ em bà. Hai phần. Đây một phần. Đây một phần.
phải rồi. Rồi, đây một phải, một sáu. Dạ đây. Được không? Được không? Thôi thôi thôi, bỏ bỏ cái đó. Nó dơ lắm rồi, không có lụm lên nữa. Rồi. Rồi, thứ hai, một phần. Rồi, đây hai chú năm lượng hai phần. Rồi. Vậy tết khỏe nha không? Rồi, chút vô. Đẳng. Đây, một phần. Rồi, vậy tết khỏe nha. Rồi, đây, một phần. Đây, Út Cang một phần. Dạ, phải không gửi. Nè, tặng luôn cái đầu của Út Cang. Rồi, vô đây lấy một phần. Rồi, quẹo một phần. Rồi. Ủa, quẹo hay ngay? Quẹo. Đây, rồi. Quẹo. Quẹo, ây da, quẹo. Một phần. Rồi, cùng ăn một phần. Cứ vô đây. Rồi, cùng tú một phần. Đó, mới đây xong rồi, mới xong rồi. Rồi, thứ hai, một phần. Dạ. Vô. Mày ở đâu cái màu nào? Một. Hai phần. Hết chưa? Đó, con. Thấy con ớt nha. Rồi, một phần. Để phần nữa hả? Rồi, con mốt, một phần. À, chị. Nói không chị? Ừ. Rồi, tới dễ nha chị. Ủa, tính cho chị mượn hay nè. Vậy rồi, thì cái buổi phúc quà thì rất lẽ những phần quà này cho Son xin gửi lại địa phương mình ở đây. Rồi bà con mình có ai đến nhận thì có thể là nhờ địa phương mình có thể phát giùm con ha. Dạ. Rồi, dạ, thôi cảm ơn các bạn. Dạ. Vậy rồi bà con ơi. Dạ. Nói chung là đại diện chính quyền địa phương thì cũng cảm ơn tụi em với các mạnh thường quân thì cũng có cái thư cảm ơn gửi đến các em và mạnh thường quân ha. Cảm ơn rất là nhiều, sau này giúp đỡ, ráng giúp đỡ địa phương nữa nha. Dạ dạ. Rồi quý bà cô chú anh chị ơi, thì cái buổi phát quà hôm nay thì cũng đã xong, thì mong tất cả mạnh thường quân của mình có thể là phát tâm để mà ủng hộ bà con vùng biên giới của mình hiện tại đang gặp khó khăn rất là nhiều bà con. Thì mong rằng trước mắt thì cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con suốt thời gian qua. Sau nữa là con có thể là gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cho cô chú Sang Nhung hiện đang sống ở Việt Kiều ở Úc. Thì cô chú đã phát tâm gửi về cho xã Bình Ngựa Tây, là cái xã vùng ven của vùng biên giới, cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Lại một phần nữa thì bên ủy ban xã cũng có gợi ý với con là có thể là mạnh thường quân mình á, có thay có thể phát tâm ủng hộ cho bên các bé đang gặp cơ nhỡ khó khăn không có đồ mặc Tết á, thì có thể là gửi về con để con có thể là đến xã của xã Ngoài Tây này để phát cho các bé, thì các bé có thể là có bộ đồ mới để có thể là cùng với bạn bè mình đi một cái ăn Tết nguyên đáng hay là vui vẻ và trọn vẹn hơn. Dạ thì con cũng kết video thì con cũng xin chúc tất cả quý cô dì chú bác anh chị và tất cả quý mạnh thường quân có một sức khỏe thật là nhiều, thật là tốt và năm mới là mang phát tài phát đạt vạn sự như ý. Dạ.